Vâng, kính chào các anh chị nhà đầu tư. Lại là em nhớ đây, chào mừng anh chị đến với kênh AM Stock, một kênh chuyên về chia sẻ kiến thức về đầu tư chứng khoán ha. Thì hôm nay em sẽ làm video để nhận định thị trường ngày hôm nay, ngày 24 tháng 6, cũng như là kịch bản thị trường cho ngày mai, ngày 25 tháng 6 anh chị. Thì cũng đầu tiên cũng hơi sorry anh chị là hôm nay em có việc riêng xíu nên em về hơi trễ, nên giờ em mới ra được cái video gửi đến anh chị. Thì cũng hôm nay là một ngày mà thị trường có một áp lực bán khá mạnh ở vào lúc khoảng đâu đó 10 giờ sáng ha, và áp lực bán duy trì cho tới gần cuối phiên chiều làm thị trường đóng cửa giảm khá là sâu. Thì hiện tại bây giờ chúng ta đang rất nhiều anh chị đang hoang mang và đặt ra một câu hỏi là liệu thị trường nó có đau chen hay chưa, là có nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu hay là bán hết cổ phiếu để chờ thị trường nó điều chỉnh xong quay trở lại thị trường. Thì anh chị cùng xem hết video của em để chúng ta cùng mổ xẻ với nhau, cùng phân tích với nhau để chúng ta biết là chúng ta nên hành động gì cho giai đoạn này ha anh chị. Vâng, và để không để anh chị chờ đợi lâu, chúng ta sẽ đi vào luôn cái nội dung của thị trường ngày hôm nay luôn. Thì ngày hôm nay thị trường đóng cửa giảm hơi rất là ráng, giảm hơn 27.9 điểm ha, đóng cửa ở mức là 1.254.12 điểm. Tương đương giảm là 2.18% ha, và thanh khoản trên HOSE thì đạt 31.815 tỷ, tăng hơn 10.000 tỷ so với phiên ngày hôm qua. Nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 923 tỷ ha anh chị, bán ròng khá là mạnh trong những phiên vừa rồi. Và hôm nay là một phiên mà thị trường nó đóng cửa là nó giảm luôn, nó gãy luôn cái EMA 50 ngày, nó giảm về gần EMA 100 ngày luôn, nó giảm về hôm nay 100 ngày luôn. Và thị trường có rất là nhiều mã mà đang tích lũy khá là đẹp bỗng như bị bẻ chặt hết ha, bị bẻ chặt hết. Thì trước khi mà chúng ta cùng mổ xẻ với nhau thì chúng ta nhìn sơ qua về cái giao dịch của các đơn liên quan ngày hôm nay ha. Hôm nay thì tổ chức trong nước là mua ròng 116 tỷ, tự doanh mua ròng 443 tỷ ha, cá nhân mua ròng 404 tỷ và nước ngoài bán ròng. Đó, thì đó là một thông tin sơ bộ. Về thị trường thế giới thì hôm nay thị trường thế giới cũng đang tăng khá là tốt ha. China A50 nè, hay là Nikkei đều tăng khá là tốt ha. Dow Jones tương lai cũng đang tăng điểm. Chỉ số đô la thì nó đang quay đầu giảm điểm nữa ha. Vàng thì đang tăng nhẹ, Bitcoin thì đang giảm khá là sâu. Đó, thì đó là một số thông tin cơ bản về thị trường chung để anh chị thấy là về cái nhìn tổng quát thị trường nó vẫn không có gì gọi là xấu hết, vĩ mô thì nó vẫn tương đối ổn, không có vấn đề gì hết. Chỉ có một tin ngày hôm nay đó là giá đô la ở thị trường tự do nó đang tăng lên khoảng 26.000 trên 1 đô la rồi. Thì đó là một cái thông tin bên lề thôi. Còn cái giá đô thì trước giờ nó vẫn cứ dao động biến động trong những cái khung thời gian, trong những cái giới hạn cho phép của nó ha. Thì nếu mà chúng ta cứ nhìn sơ qua, chúng ta cứ nhìn vào cái giá đô để chúng ta đánh thì nó rất là khó cho vấn đề mà chúng ta phân tích thị trường chung, cũng như là có rất là khó để chúng ta có thể nắm được những cổ phiếu dài hạn ha anh chị. Mình đang nói ở đây là dài hạn. Thì anh chị quay về thị trường chung ngày hôm nay, anh chị cũng có thể thấy là dòng chứng khoán là một dòng mà điều chỉnh khá là sâu. Anh chị cũng biết đặc tính của dòng chứng khoán đó là một cổ phiếu thị trường ha. Dòng cổ phiếu thị trường thì khi thị trường chung có dấu hiệu tăng thì nó sẽ tăng rất là mạnh, và khi thị trường chung giảm thì nó cũng giảm mạnh theo thị trường chung thôi. Thì chúng ta sẽ chút nữa sẽ mổ xẻ về cái chart của nó để anh chị biết ha. Dòng banh hôm nay cũng điều chỉnh khá là tương đối ha, khá là tương đối. Những con cổ phiếu banh khỏe thì giảm nhẹ, cổ phiếu banh không khỏe thì giảm 3-4% ha. Cổ phiếu banh mà giảm sâu hơn nữa thì thị trường có thể nó giảm 3-40 điểm là bình thường ha anh chị. Dòng thép hôm nay thì những cổ phiếu thép nhỏ thì nó tăng mạnh, còn những cổ phiếu thép lớn thì nó giảm khá là sâu ha. HSG, Nam Kim giảm hơn 4%, chỉ có Hòa Phát là giảm có 1.2% thôi anh chị. Dòng bất động sản thì trong buổi sáng nó có tín hiệu khá là tích cực, tuy nhiên là nó bị bán theo thị trường chung và nó đều đỏ giảm khá là sâu ha. Thì nhìn chung hôm nay là tất cả các nhóm ngành đều điều chỉnh anh chị, tất cả các nhóm ngành đều điều chỉnh, không có ngoại trừ nhóm ngành nào hết ha anh chị. Đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngành công nghệ, những cái nhóm mà trước đây tăng khá là mạnh đó, thì hôm nay đều có một áp lực bán, áp lực bán. Thì chúng ta sẽ cùng cùng nhau mổ xẻ để phân tích tâm lý hành vi của nhà tạo lập ở giai đoạn hiện tại, và cũng như là tâm lý hành vi của nhà đầu tư nhỏ lẻ, và chúng ta sẽ biết được là chúng ta nên sẽ trả lời được cho câu hỏi là chúng ta nên tiếp tục nắm giữ hàng hay là chúng ta phải bán ra, bán một cách hoảng loạn ra để thoát khách hàng và chờ thị trường ổn định chúng ta vào lại sau ha. Ok anh chị, thì em sẽ mở cho anh chị coi về cái chart của VN Index. Đây là cái chart của VN Index. Thì những cái video trước đây thì em đã hình dung là nó sẽ có một nhịp chỉnh, nhưng mà trước khi chỉnh nó phải quay về cái đỉnh cũ 1.305 điểm, sau đó nó mới chỉnh về 1.270. Tuy nhiên là hôm nay là nó chỉnh khá là bất ngờ anh chị, nó chỉnh vượt ngoài cái sự kỳ vọng, cái sự mong đợi của em. Tại vì em có nhắn cho room em là trong tuần này thì canh chốt lời ha, trong tuần này canh chốt lời để về cái vùng này chúng ta giải ngân lại, có vào lại. Tuy nhiên là hôm nay nó chỉnh khá là bất ngờ nên là mình vẫn không có kịp chốt. Mình nói với nhau một câu là mình chưa kịp chốt anh chị, chưa kịp chốt. Nên chiến lược của mình giai đoạn này mình sẽ có thay đổi một chút xíu ha anh chị. Thay vì mình chờ lên trên này, mình càng lên mình càng chốt, thì bây giờ nó đã chỉnh rồi thì tạm thời mình sẽ quan sát thị trường nè. Thứ nhất,
giai đoạn này thị trường nó đang đánh gãy luôn cái vùng EMA 50 ngày và nó gần chạm sát cái đường EMA 100 ngày. Và như anh chị cũng để ý nè, khi mà thị trường VN-Index giai đoạn vừa rồi á, thường khi mà nó chạm trong một cái xu hướng tăng nha, khi mà nó chạm cái đường EMA 100 ngày thì nó sẽ có một cái sức giật khá là tốt. Anh chị nhìn cái giai đoạn trước nè, có một những cái pha rũ khá là mạnh không rõ nguyên nhân, sau đó là sao, nó hồi phục đi ngang một hai phiên và nó tăng khá là tốt ha anh chị, tăng khá là tốt. Thì hiện tại nó đang tiến sát về cái vùng EMA 100 ngày này, và nếu như cái kịch bản trước mà những cái phiên trước mà lái đánh đó, thì nó sẽ đánh rũ luôn, nó gãy luôn cái vùng EMA 100 ngày này để nó tạo cho anh chị một cái sự hoảng loạn, anh chị bán ra, sau đó nó sẽ cover lại hàng và nó sẽ tính một cái nhịp mới. À, thì đối với cái giai đoạn này anh chị thấy nè, hầu như chúng ta nắm giữ hàng mà nếu mà không đúng nhóm ngành á, không đúng nhóm công nghệ hay cảng biển hay là một số nhóm như là thép hay là dịch may mà mua ở ngay đấy, thì chúng ta rất là khó có lợi nhuận ha, rất là khó có nhuận. Giai đoạn này hầu như anh chị đều không có lợi nhuận, thì cái tâm lý hành vi của anh chị là anh chị đâu có muốn bán ra đâu, tại vì mình chưa có lời mà, mình chưa có lời thì mình bán ra làm cái gì, đúng không anh chị? Ai cũng kỳ vọng, nhà đầu tư cá nhân rất là kỳ vọng, họ kỳ vọng thị trường sẽ tăng một một cách mạnh mẽ để họ có thể chốt lời được, để họ upbone là tạo lập. Tuy nhiên á, ngược lại với cái hành vi của nhà đầu tư cá nhân thì tạo lập họ rất là muốn rủ hàng những anh chị đang kẹp hàng ở cái vùng này ra, những anh chị đang kẹp hàng ở này vùng này ra, họ muốn rủ anh chị đi để làm gì, để họ kéo một cái pha nó mà như này nè. Mà nếu mà họ cứ đi ngang sideways như vậy á, thì rất khó để mà ép anh chị phải bán hàng ra, đúng không anh chị? Rất khó ép để anh chị bán hàng ra, trừ phi là họ đập mạnh những phiên giống vậy. Khi mà họ đặt mạnh những phiên giống như thế này á, thì anh chị sẽ rất là dễ, nhà đầu tư nhỏ lẻ mà chúng ta, cái tâm lý của chúng ta rất là mong manh, rất là dễ vỡ, và chỉ cần một cái sự gì đó mà nó làm chúng ta hoảng loạn, gây ra chúng ta hoảng loạn, thì chúng ta sẽ vác hàng ra chúng ta bán thôi. Và khi chúng ta bán ra thì sao, thì chúng ta đạt được tạo lập, nhà tạo lập họ sẽ đạt được cái mục đích của họ, đó là ép chúng ta bán ra. Và khi ép chúng ta bán ra thì họ sẽ gom được cái lượng hàng đó, và khi họ gom đủ hàng rồi thì họ sẽ kéo lên. Và trong quá trình họ kéo lên thì anh chị cảm thấy là thị trường nó hồi phục rồi, thị trường nó tốt rồi, anh chị vào anh chị mua đẩy giá lên cho cổ phiếu lên. Và anh chị đẩy giá lên thì tạo lập họ bắt đầu họ 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 trong quá trình họ đi lên, họ sẽ lại phân phối tiếp ha, họ gom được hàng cũng là thì lên đây họ sẽ phân phối tiếp. Thì đó là một cái vận động của thị trường chung mà hầu như là những nó cứ lặp đi lặp lại ở trên cái thị trường chứng khoán này, và nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Và nếu như những anh chị nào mà chúng ta có bị xoáy theo cái gọi là nhà tạo lập họ thao túng tâm lý, thì anh chị rất là dễ mua đỉnh và bán đáy ha anh chị. Anh chị rất là dễ mua đỉnh bán đáy, dưới này anh chị không dám mua, lên trên này anh chị không dám mua, bắt đầu lên trên này anh chị đu, và anh chị đu lúc này là anh chị sẽ không còn lợi nhuận nữa, anh chị sẽ không có lợi nhuận, và họ là ép anh chị bán ra xong rồi nó đạp xuống mấy phiên hỗn loạn, anh chị bán ra, bắt đầu xuống này cái họ lại cơ gom được hàng, họ lại kéo, họ đẩy giá lên, và anh chị lại vào, anh chị lại mua, cứ cái vòng xoáy như vậy. Và trong suốt những cái phiên mà nó tăng như vậy thì hầu như là chúng ta không có lợi nhuận, mà thậm chí chúng ta còn lỗ nữa, đúng không anh chị? Em đang nói rất là đúng trong những cái giai đoạn vừa rồi, em nói đơn thuần như là cổ phiếu CTS đi ha, nhưng em mua từ ngày 6 tháng 5 thì cái vùng này nó chỉnh, em vẫn còn đang có lợi nhuận ha, nó chỉnh về cái nền này, thì liệu chúng ta có nên bán ra không? Nếu như mà một nếu mà chúng ta phân về thân thuần về kỹ thuật thì chúng ta thấy là sau khi mà nó đi ngang nó cạn von, nó không có đánh lên mà nó rủ luôn một đạt một phiên von khá là lớn ha, thì chứng tỏ điều gì anh chị? Chứng tỏ là các anh chị nhà đầu tư nhỏ lẻ đang mua hàng ở vùng này nè, đang follow, đang gọi là FOMO hàng mua ở vùng này nè, anh chị không bán ra, nó cạn cạn von, anh chị không bán ra, anh chị chờ nó lái kéo, anh chị mới bán, thì nó đạt cho một phiên này, thì những anh chị nào mua ở vùng này rất là hoảng loạn và lỗ 5-7%, anh chị sợ, anh chị phải vác hàng ra, anh chị bán luôn, anh chị bán luôn thì nó kê, nó gom được một đống hàng dưới này, và ở đây nó đang có dấu hiệu tạo đáy đó, và nó về cái nền này, vùng giá này của tổ chức luôn, thì nếu mà anh chị bán ngay đây, có phải là anh chị đang bán ngay đấy không? Thì ngày mai nó nhúng xuống một cái nữa ngay vùng này, bắt đầu nó hồi phục lên, nó hồi phục lên thì là sao, thì chúng ta mất hàng, chúng ta sẽ không dám mua lại ha. Nhãn tính của nhà đầu tư nhỏ lẻ là chúng ta sẽ rất là sợ. Chúng ta thích mua xanh hơn là mua đỏ ha, chúng ta thích đua xanh tím hơn là chúng ta mua giá đỏ, đúng không anh chị? Và lúc đó là khi mình đặt về đây nè, anh chị không dám mua, nó kéo rút chân, anh chị cũng không dám mua, bắt đầu nó quay về lên đỉnh của này, là lúc đó anh chị là à, nó đẹp rồi, nó tốt rồi, anh chị quay và anh chị mua theo, thì có phải lúc đó chúng ta lại tiếp tục vào cái vòng xoáy là mua đỉnh bán đáy không anh chị? Chúng ta lại tiếp tục vào cái vòng xoáy mua đỉnh bán đáy. À, vì vậy á, là về hiện tại, về cái tâm lý hành vi hiện tại cũng như là cái vận động của thị trường hiện tại, em đánh giá nha. Thứ nhất, vĩ mô chúng ta không có gì xấu, chúng ta phải khẳng định với nhau một câu là vĩ mô ở hiện tại không có gì xấu, không có gì xấu nha anh chị.
một số thông tin bên lề như là gì, hôm nay Ram có mấy anh chị share nhau cái thông tin là Việt Nam không được đưa vào cái danh sách nâng hạng, hay là tỷ giá tăng cao hay gì đó, thì đó chỉ là những cái tin tức nhằm để mà biện minh cho vấn đề hôm nay thị trường giảm thôi. Thị trường giảm thì là do yếu tố của tạo lập, yếu tố của cung cầu hết nha anh chị, chứ còn cái tin tức đó nó chỉ là một cái để nó hợp thức hóa sau khi mà chúng ta thấy thị trường nó giảm thôi. Chứ đúng ra nha, bản chất là khi mà thị trường nó tích lũy như thế này nè, khi nó tích lũy như thế này, nếu mà nó phải rách lên, hôm qua video hôm qua có phân tích chính trị, một là nó rách lên thì nó sẽ rách khỏi cái vùng kháng cự này, còn nó không rách lên thì bắt buộc nó phải rủ hàng để cho những anh chị nào kẹt hàng đưa bán đi, bán bớt hàng ra, xả hết hàng ra thì họ mới gom được lượng hàng này và thay máu nhà đầu tư, thì lúc đó họ đánh lên rất là mượt mà ha, đánh lên rất là mượt mà. Nên câu chuyện là hiện tại giờ nếu anh chị nào đang kẹt cổ phiếu, anh chị cứ tiếp tục nắm giữ cho em ha, đặc biệt là những anh chị trong room em nha, anh chị cứ tiếp tục nắm giữ cho em, tại vì những danh mục mà em cho anh chị mua đều là những cổ phiếu tốt, đều là nhóm ngành tăng trưởng tốt và đều có câu chuyện trong quý 2, quý 3 đó, thì nó có chỉnh một hai phiên rồi nó cũng sẽ quay trở lại thôi, anh chị đừng có lo lắng nha, đừng có lo lắng, đừng có vác hàng ra bán mà bị dính bẫy của tạo lập ha. Còn còn lại những anh chị nào mà đang phun két, những anh chị nào mà muốn bắt đáy thì anh chị canh cho em nè, phiên ngày mai nha, nó đang có giao dịch nè, để mở trong cái chat của file anh cho anh chị nhìn cho nó dễ ha anh chị, cho anh chị nhìn cho nó dễ. Anh tắt bớt mấy cái đường này đi, anh chị sẽ thấy nè, đó là khi mà nó rủ một cái hai phiên liên tục như vậy là những anh chị nào lì đòn nhất cũng phải vác hàng ra bán, và có phải anh chị vác hàng ra bán là nó ngay cái phiên này và nó tạo đáy đi lên luôn không, đúng không ạ? Em đang thấy cái vận động của cái đoạn này nè, nó tương tự như cái đoạn này ha, nó có hai phiên rủ khá là sâu, những cái phiên này là nó gom lại nó thành cái phiên này thôi, nó đi ngang này đó, ba phiên thì xác suất ngày mai ha, ngày mai nó sẽ nhúng xuống một cần lần nữa, nó nhúng xuống một lần nữa và nó nhúng về đâu đó cái vùng 1240 này nè, sau đó nó sẽ rút chân và nó đi lên từ từ đó. Nên câu chuyện là ngày mai á, anh chị nên mua trung bình T0 được rồi ha. Anh chị mua trung bình T0 cho em, anh chị đừng có bán, thay vì anh chị bán hàng ra bán thì anh chị mua trung bình T0 cho em, tức là do anh chị mua cổ phiếu sẵn có trong danh mục, mình có 1.000 cổ phiếu thì mình mua thêm 1.000 cổ phiếu nữa, khi mà nó hồi lên trên này sao mình bán bớt 1.000 cổ phiếu mình đã có sẵn hàng ra, thì lúc đó là cái giá vốn của mình nó sẽ giảm xuống, đồng thời mình sẽ rất là nhanh về bờ, nó vượt lên đây là mình có lợi nhuận luôn ha. Còn mình sợ mình không dám T0 thì mình chờ nó cân bằng một phiên đó, nó rủ lại nó test lại cái đáy cũ, cái là bắt đầu mình mua cũng được ha, mình đừng có chờ nó lên đây hả mua nha anh chị, đừng có sợ đoạn này, anh chị đừng có sợ vĩ mô xấu mình mới sợ, còn vĩ mô bình thường anh chị cứ tập trung lái nó rung rủ vài phiên rồi nó cũng kéo thôi, mình bán ra mình sẽ mất hàng, thay vì đó mình cứ nắm giữ ha. Còn á, nắm giữ nhóm ngành nào, nắm giữ cổ phiếu nào thì anh chị coi những cái video trước của em, anh chị đều biết là những nhóm ngành mạnh, những nhóm ngành khỏe anh chị em đã liệt kê rất là nhiều rồi, phân bón nè, cảng biển nè, dệt may nè, công nghệ nè, chứng khoán nè, chứng khoán thì theo cổ phiếu thị trường nha, nếu mình hồi thị trường hồi, nếu thị trường dung hồi là nó sẽ tím, nó tím đầu tiên. Tại sao cái ngày 6 tháng 5, ngày 6 tháng 5 em mua là cũng hơi trễ nha anh chị, nhưng mà em mua vẫn được con CTS và em vẫn cho cái mức lợi nhuận hơn 24% đó. Tuy nhiên là nếu mà anh chị nhanh ý, anh chị mua những cái phiên như này là anh chị vẫn có cái mức lợi nhuận khá là tốt, không phải là tại vì em mua con CS ngày 6 tháng 5, thực ra nó cũng không có trễ đâu nha, tại vì anh chị thấy này, trong nguyên cái giai đoạn mà nó hồi đó thì nó vẫn đi ngang thôi, nó tích lũy đi ngang thôi, rồi sau này em thấy dòng tiền nó vào cái đoạn mới mới cho mua và em đánh lên lên đây chốt lên 50% và 50% giữ lại, thì hôm nay nó có một pha đủ cá là sau này thì cũng không ảnh hưởng gì tới tài khoản của em hết ha. Đó thì những anh chị trong room của em đều khuyến nghị như vậy, hay là con CSV cũng tương tự, em cũng cho mua ngày 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 6 tháng 5, em cũng cho mua ngày 6 tháng 5, mua chung với con CTS ha. Đấy, và lên đây bây giờ nó chỉnh như vậy thì có ảnh hưởng gì tới tới tài khoản không anh chị? Không hề nha, nhưng mà nếu em mua ở trên này thì nó sẽ rất là rủi ro đó, đúng không anh chị? Thì thay nên là ở giai đoạn này anh chị sẽ tập trung vào cái vị thế cổ phiếu mà anh chị đang nắm. Tuy nhiên là anh chị có đu đỉnh những cổ phiếu mà cơ bản tốt như em đã liệt kê thì anh chị cũng yên tâm, anh chị nắm giữ ha, nó chỉnh một phiên sau đó nó sẽ hồi phục, nó đi lên từ từ thôi, thì lúc đó mình canh mình mua T0. Còn muốn biết mua T0 anh đoạn nào cho nó phù hợp thì anh chị có thể vào trong room cộng đồng của em, anh chị sẽ em sẽ hàng ngày em sẽ khuyến nghị trong ở đó là nhóm ngành nào là tốt, nhóm ngành nào là nó không có câu chuyện, nhóm ngành nào chúng ta nên né ra, và cổ phiếu nào là cổ phiếu nên chúng ta nên focus, chúng ta nên tập trung vào để chúng ta mua, đó mới là cái chiến lược tốt nhất ha. Cái room cộng đồng thì em sẽ bỏ trong cái comment đầu tiên trong cái video này, nên anh chị coi xong video anh chị cầm nhấn like, nhấn share, comment xong anh chị nhìn vào chị sẽ thấy ha anh chị.
Đó, còn về cơ bản anh chị cứ nắm hàng cho em đi nha, nắm hàng cho em đi rồi canh mua được là ngày mai có thể bắt đáy dần được rồi ha. Bắt đáy dần thì ưu tiên cho em là cái nhóm phân nhóm chứng khoán là cái nhóm mà hồi đầu tiên cổ phiếu chứng khoán mà khỏe nhất thì anh chị cứ canh MBS, BVS, CTS, FTS gì đó là những cổ phiếu mà em hay nói tới nó lưu hoàng ha, thì đó là nhóm ngành mà nó sẽ hồi phục mạnh theo thị trường chung. Tất nhiên là thị trường chung mà nó sẽ chỉnh thì chắc chắn cái đoạn này nó sẽ vượt kháng cự 1.300 rất là khỏe anh chị ha, khi mà nó chỉnh sâu như này thì nó vượt khá là khỏe, không có vấn đề gì đâu đấy. Thì hôm nay em sẽ làm video ngắn thật ngắn như vậy thôi để cho anh chị hiểu rõ về thị trường, rồi chút xíu nữa khoảng đâu đó 9:30 em sẽ live stream bên TikTok, anh chị nào thích thì vào trong đó để trò chuyện với em, để em trả lời cụ thể từng cái mã chứng khoán cho anh chị ha. Ok anh chị, cảm ơn các anh chị rất là nhiều, các anh chị buổi tối vui vẻ ha.